Mình là Hoàng Nhật Nam, mình sinh năm 92, hiện tại đang làm bên Công ty Bình Sơn. Hôm nay đúng là trận đấu rất là hay và hai đội là cống hiến cho khán giả trận đấu là hết sức mình đấy, 200% mà rất là mãn nhãn luôn. Thực sự là cái đội bóng của mình là đội bóng mới thành lập, toàn là anh em trẻ mà mình đam mê thôi. Thế nên là mình sẽ cố gắng hết sức, rồi khả năng đến đâu thì cố gắng để tiến xa hơn thôi. Cảm ơn là công ty Long Thanh, cảm ơn công ty Thái Sơn, với cảm ơn các doanh nghiệp tài trợ đã cho anh em Bình Sơn một sân chơi rất là chuyên nghiệp.